Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Người hâm mộ khó hiểu với lời khuyên của huấn luyện viên Philippe Jouzy cho Hoàng Đức. Lộ kế hoạch khủng của Indonesia nhằm tiễn huấn luyện viên Philippe Jouzy về Pháp sớm. Xuất hiện thần đồng gốc Việt khoác áo đội La Liga. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Mới đây xuất hiện tài năng trẻ gốc Việt đang khoác áo đội trẻ Rayo Vallecano, một câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Trang Việt Nam Football Scout, kênh thông tin uy tín về các cầu thủ Việt kiều, đã đưa tin về một tài năng gốc Việt hiện đang khoác áo đội trẻ của câu lạc bộ Rayo Vallecano tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Cụ thể, đó là Julian Nguyễn, cầu thủ mới chỉ 18 tuổi, sinh năm 2006 tại Montreal, Canada và có bố mẹ đều là người Việt Nam. Được biết là Julian Nguyễn thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên thì anh có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82. Đáng chú ý là tài năng Julian Nguyễn hiện đang khoác áo cả hai đội trẻ là U19 và U18 Rayo Vallecano. Cần nói thêm rằng là trước khi khoác áo đội trẻ của Rayo, Julian từng giành chức vô địch U17 Canada hồi năm 2022. Cũng theo tìm hiểu của trang Việt Nam Football Scout thì tiền vệ Julian Nguyễn hiện chưa có quốc tịch Việt Nam. Dù vậy thì tài năng trẻ này cũng xác định là sẽ thi đấu cho các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu như được trao cơ hội khi đã sở hữu quốc tịch. Bên cạnh đó thì kênh thông tin về cầu thủ Việt kiều trên cũng cho đăng tải đoạn video về một số trận đấu mà Julian Nguyễn góp mặt cũng như là các bàn thắng của tiền vệ này khi thi đấu cho đội trẻ của Rayo Vallecano trên kênh YouTube Việt Nam Football Scout. Chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ gốc Việt này thì hầu hết các cổ động viên đều đánh giá khá cao về chân sút sinh năm 2006. Kéo bóng tốt, kỹ thuật hay như Tuấn Anh thời trước khi bị chấn thương, chuyền cũng tốt, biết cách điều bóng dừng vừa phải cho đồng đội ở trên. Thêm thể hình là một lợi thế, cầu thủ này nên được tạo điều kiện về Việt Nam. Khá toàn diện, kỹ thuật nhãn quan tốt, chuyền xa tốt, chạy chỗ thông minh, rất tiềm năng. Hy vọng là em sẽ tiếp tục phát triển. Đó là những bình luận đã được người hâm mộ Việt Nam để lại. Nhìn chung thì Julian Nguyễn được đánh giá cao ở khả năng chuyền dài, chuyền xuyên tuyến cùng khả năng phát động tấn công hay là chọc khe đầy kỹ thuật của mình. Chuyển sang thông tin khác, đội tuyển Indonesia đã lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 Asian Cup sau khi đội tuyển Kyrgyzstan kiên cường cầm hòa Oman với tỷ số 1-1. Cụ thể là việc Kyrgyzstan khiến Oman chia điểm đã gián tiếp giúp cho đoàn quân của ông Shin Tae-yong có tấm vé vớt cuối cùng nhờ là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tuy nhiên thì đối thủ của họ tại vòng knockout lại là đội tuyển Úc, đội xếp trên đại diện Đông Nam Á đến 121 bậc FIFA. Và như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước thì trước đối thủ vượt trội hơn về sức mạnh cũng như là trình độ thì tuyển Indonesia sau cùng đã để thua đậm 0-4, đồng thời chính thức nói lời chia tay Asian Cup. Trong khi đó thì vé vào tứ kết thuộc về đội tuyển Úc. Sau trận đấu này thì hậu vệ nhập tịch của Indonesia là Sandy Wats đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc tái đấu với Việt Nam tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3 tới đây. Kết quả tại Asian Cup lần này chắc chắn sẽ tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin trong hành trình sắp tới tại vòng loại World Cup. Như tôi đã đề cập thì cấp độ châu Á thực sự là nơi để cho chúng tôi muốn được tham gia và thi đấu thường xuyên. Nó khó nhưng sẽ là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Việt Nam thêm một lần nữa, nhưng trước mắt thì toàn đội sẽ tận hưởng thành tích này. Chúng tôi có thể tự hào về những gì mà chúng tôi đã làm được ở giải này và tôi tin người hâm mộ Indonesia cũng như vậy. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có công rất lớn với thành tích của toàn đội ở giải này. Ông ấy là người đã mang chúng tôi đến vòng chung kết Asian Cup thi đấu với những đội hàng đầu của châu lục. Ông ấy thúc đẩy chúng tôi thi đấu tốt, tất cả chúng tôi đều hạnh phúc khi làm việc cùng ông ấy. Ông Shin Tae-yong đang làm việc rất tốt và thực sự là không có mỹ từ nào hay hơn để nói về ông ấy. Ông ấy đã làm những điều không tưởng cho bóng đá Indonesia.
Tôi tin rằng là chúng tôi sẽ còn làm tốt hơn nữa và sẽ còn tạo nhiều cột mốc lịch sử hơn nữa. Về tình hình đội tuyển Indonesia thì tới đây nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ có thêm 4 tân binh chất lượng để đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Mới đây thì trên các diễn đàn bóng đá của Indonesia thì người hâm mộ ở nước này muốn đội tuyển sẽ đánh bại tuyển Việt Nam trong cả hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Câu hỏi được nhiều người quan tâm là làm sao Indonesia có thể thắng Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Trong quá khứ thì tính từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân, Việt Nam chưa để thua tại sân nhà Mỹ Đình trước các đội Đông Nam Á. Indonesia thì đã thua 0-2 ở bán kết lượt về tại AFF Cup hồi năm 2022 tại Mỹ Đình. Do đó mà thầy trò ông Shin Tae-yong không dễ xô đổ kỷ lục của ông Park. Đáp án ngay lập tức được đưa ra là Indonesia cần nhanh chóng nhập tịch thành công 3 cầu thủ, bao gồm Thom Hay, tiền vệ trung tâm, Martin Pis, thủ môn và Ragna, tiền đạo. Thom Hay là cầu thủ sở hữu chiều cao lên đến 1m87, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm thuộc câu lạc bộ Heerenveen. Martin Pis thi đấu ở Mỹ, thủ môn này có chiều cao lên đến 1m92 và tân binh Ragna được cổ động viên của Indonesia chờ đợi rất lớn. Chân sút sinh năm 1998 thi đấu ở Hà Lan và hứa hẹn là sẽ giúp cho Indonesia cải thiện khả năng sân bàn. Hơn hết thì Indonesia sẽ có thêm 3 tân binh nhập tịch là Jay Aedes đang thi đấu ở Ý. Truyền thông nước này kỳ vọng là trung vệ này sẽ ra mắt đội tuyển vào tháng 3 tới. Jay trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng PSV Eindhoven của Hà Lan, có chiều cao 1m91. Cũng cần nhắc lại là Indonesia đã sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng ở Asian Cup. Ông Shin Tae-yong cũng đã dùng 7 cầu thủ trong trận đấu với Úc vào tối ngày 28 tháng 1. Do đó mà đội bóng này đã cải thiện được hạn chế về mặt thể hình so với các đội mạnh ở châu Á. Ông Shin cho biết là trong tương lai thì ông nghĩ là các quốc gia ở Đông Nam Á có thể nghĩ về điều này và sử dụng cầu thủ nhập tịch theo một cách tích cực. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, trong những năm qua thì Hoàng Đức, như các bạn đã biết, nổi lên là một ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Tài năng của anh được cho là cao hơn mặt bằng chung tại V-League và nhiều lời khuyên Hoàng Đức nên khai phá bản thân mình nhiều hơn ở môi trường nước ngoài. Mới đây thì trong cuộc phỏng vấn với báo Dân Việt, tiền vệ này cũng thổ lộ mong muốn là được xuất ngoại và đặc biệt hơn là anh cũng nhận lời khuyên từ ông Philippe Djoudjé. Cụ thể, Hoàng Đức chia sẻ: "Trong 1 đến 2 năm tới đây, tôi luôn sẵn sàng cho việc ra nước ngoài thi đấu khi cơ hội đến. Thời gian qua thì cũng có khá nhiều câu lạc bộ ngỏ lời với tôi. Tuy vậy thì hợp đồng của tôi với câu lạc bộ thể công Viettel là vẫn còn hiệu lực. Do vậy mà tôi vẫn sẽ chỉ tập trung cống hiến cho câu lạc bộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nhiều lần khuyên tôi thử sức ở K-League. Mới đây thì huấn luyện viên Djoudjé cũng động viên tôi ra nước ngoài thi đấu, chọn môi trường tốt hơn, cạnh tranh hơn. Cá nhân tôi cho rằng để đi được từng bước thì việc có cơ hội tham gia những giải đấu lớn tại châu Á như là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc là điều hợp lý." Các bạn thân mến, thực sự là ông Philippe Djoudjé để lại sự khó hiểu khi đưa ra lời khuyên dành cho Hoàng Đức. Bởi là trong số những trận đấu vừa qua, cụ thể là ở vòng loại World Cup thì ông Philippe Djoudjé đã không dùng Hoàng Đức một phút nào. Ngược lại thì ông đặt niềm tin vào Thái Sơn cũng như là Tuấn Anh. Điều đó có nghĩa là Thái Sơn và Tuấn Anh là đẳng cấp hơn so với Hoàng Đức trong mắt ông thầy người Pháp. Chắc chắn là nhiều người hâm mộ cảm thấy là khó hiểu khi ông thầy người Pháp đưa ra lời khuyên như vậy cho Hoàng Đức. Còn hiện tại thì Hoàng Đức là đang trong quá trình lấy lại phong độ sau chấn thương. Anh cũng đã bỏ lỡ kỳ Asian Cup đầu tiên ở phút chót. Ông thầy người Pháp cũng đã đợi anh đến thời điểm cuối cùng, nhưng chấn thương của Hoàng Đức được cho là khó bình phục trong giai đoạn vòng đấu bảng. Hoàng Đức đã có thể ra sân ở hai trận giao hữu của câu lạc bộ thể công Viettel vừa qua. Thời gian tới thì chắc chắn là người hâm mộ sẽ rất mong Hoàng Đức sẽ tìm lại hình ảnh vốn có của mình, sẽ góp sức cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ hai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.